những thế mạnh từ dư địa để phát triển thị trường trong nước, tranh thủ thời cơ về nhu cầu thị trường cho xuất khẩu khi dịch Covid-19 được khống chế tốt. Điển hình là lúa gạo, trái cây, thủy sản. Thúc đẩy hơn nữa ngành chăn nuôi phát triển toàn diện, đồng thời tái đàn lợn khẩn trương, nhanh chóng nhưng phải an toàn. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng yêu cầu toàn ngành quyết tâm đồng bộ trong tái cơ cấu nông nghiệp với sự đồng hành cùng vào cuộc của các khu vực, chính phủ, các bộ ngành, người dân cùng doanh nghiệp. Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp kiên quyết không thay đổi chỉ tiêu, kể cả chỉ tiêu tăng trưởng, chỉ tiêu xuất khẩu, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và chỉ tiêu môi trường. Bởi vì chỉ có quyết tâm cao nhất mới đạt được kết quả cao nhất trong hoàn cảnh cụ thể. Để đảm bảo được những cái mục tiêu đó, rõ ràng những cái tháng cuối năm phải nỗ lực vượt bậc theo một cái phương châm hạn chế thấp nhất các cái tác động tiêu cực của thời tiết bất thuận, giảm thiểu đến mức độ thấp nhất tổn thương từ tác động biến đổi khí hậu và đặc biệt là từ thiên tai. Thứ hai, phải biết tận dụng khai thác những thế mạnh dư địa, thí dụ về lúa gạo, thúc đẩy hơn nữa cái ngành chăn nuôi toàn diện, kể cả phát triển các cái nhóm sản phẩm từ thủy sản, từ trứng, từ sữa, đi đôi với là cái công tác tái đàn lợn một cách khẩn trương, nhanh chóng nhưng phải an toàn. Một thông tin đáng chú ý nữa đó là chỉ trong quý 1 đã có 35.000 doanh nghiệp đã rút lui khỏi thị trường. Hơn 75% số doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô lao động và có tới gần 10% phải giảm tới một nửa quy mô lao động. Hàng triệu lao động đang có nguy cơ mất việc làm trong những tháng tới. Và đây là con số được đưa ra tại hội nghị bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn về lao động cho các doanh nghiệp do tác động của đại dịch Covid-19. Và tại hội nghị thì nhiều doanh nghiệp đã kiến nghị sửa đổi điều kiện tiếp cận vốn vay 62.000 tỷ đồng. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh. Tính đến tháng 6 năm nay, cả nước có gần 31 triệu người cho tôi nhờ cái xe với. Bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19, bao gồm những người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, giảm